Hi, xin chào các bạn, Game Hay Thế Giới đây. Ngày hôm nay xin mời tất cả mọi người quay trở lại với thế giới tự nhiên, nơi các động vật côn trùng sinh sống. Và tôi ngày hôm nay sẽ hóa thân thành một loài rất là đặc biệt, đó chính là cào cào. Cũng như thường lệ, tôi và tất cả các anh em khác nở ra từ cái trứng. Và trứng này chắc chắn là được đẻ bởi mẹ của tôi rồi. Mẹ của tôi đi chơi khuya với bà của tôi, khuya quá nên bà ấy đã có bầu và rồi đẻ ra một bầy trứng. Chúng tôi cũng nhanh chóng nở từ bầy trứng đó ra để bắt đầu cuộc hành trình đầu đời của mình. Ở cái hình dạng đầu tiên, tôi là một chú cào cào rất là nhỏ bé, chưa có một cánh và không thể nào bay được. Thức ăn của chúng tôi đó chính là những cái lá cây, nơi mà mẹ tôi đã đẻ chúng tôi ra và đặt luôn trên những lá cây này. Bây giờ thì chúng tôi không biết cái gì cả, chỉ biết ăn, ngủ rồi ị thôi. Phải cố gắng ăn thật nhanh, ị thật nhiều rồi sau đó mới mau lớn được. Lúc này các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, tôi đã ăn một số lượng lá cây rất là lớn và phát triển một cách nhanh chóng so với các anh em khác. Đến một mức độ thì tôi bắt đầu lột vỏ. Cái lớp vỏ trắng sần sùi giới hạn cơ thể của tôi đã bị lột bỏ. Bây giờ thì thân hình của tôi có thể ăn một cách nhanh chóng hơn, phát triển một cách to hơn. Và đặc biệt cánh của tôi bắt đầu mọc dần dần dài ra. Tôi trở nên đẹp trai, thanh lịch du lịch khắp vũ trụ. Lúc này mấy em cào cào cái khác nhìn thấy tôi có vẻ rất là thích tôi. Oh my God. Nhưng mà mẹ của tôi dặn tôi vẫn còn nhỏ, đừng để mấy đứa con gái đẹp dụ, nếu không sẽ tan nát đời trai. Do vậy tôi nghe lời, tôi cố gắng tiếp tục ăn những cái lá cây, những thảm thực vật để bồi dưỡng cơ thể và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên thì số lượng anh em cào cào nhà tôi rất là đông. Đã vậy chúng tôi càng ngày càng lớn. Những cái cây mà chúng tôi bám từ nhỏ không thể nào cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho chúng tôi. Bắt buộc tôi và tất cả anh em khác phải tản ra đi tìm những cái cây thực vật mới để làm hang ổ của mình. Thế là tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu, đi xa gia đình, xa cha mẹ, xa bạn bè. Tôi lang thang và nhảy lên những cái cây để cố gắng tìm kiếm thức ăn. Cho đến một hôm, tôi tìm thấy một cây bông hoa rất là lớn. Nơi đây cũng có một vài thành viên cào cào trong nhà của tôi, nhưng mà mật độ dân số không đông lắm. Tôi quyết định leo trên đó để đi tìm một cái lá cây thật lớn, biến cái lá cây đó thành căn nhà và là nguồn thức ăn chính của mình. Hiện giờ hình dạng của tôi cũng đã bắt đầu đầy đủ, bắt đầu cứng cáp, lông cánh mọc ra hết rồi. Tôi đã tới tuổi dậy thì rồi các bạn à. Tôi phải cần có sự ổn định, công việc, sau đó xây nhà lầu xe hơi thì cu cào cào cái bọn chúng mới chịu. Dạo này lũ cào cào cái ham vật chất lắm, phải giàu có bọn chúng mới yêu. Nghèo nghèo biến đi. Và đó chính là sự thật mà mình muốn kể với các bạn. Tại thế giới nào cũng vậy, không chỉ thế giới của con người, những con cái càng ngày càng trở nên biến chất. Bọn chúng không còn tình yêu nữa, bọn chúng chỉ tham tiền bạc xa hoa mà thôi. Nhưng điều đó cũng là động lực để thúc đẩy cho tất cả các sinh vật giống như chúng ta cố gắng phát triển hơn. Quay trở lại với nội dung giải trí, hiện tại thì hình dạng cơ thể cào cào của tôi ngày càng phát triển, chắc có lẽ sắp một tí nữa thôi đã đạt được mức cuối cùng rồi. Cố gắng ăn vài phát nữa. Khi đạt được hình dạng hoàn thiện nhất, tôi có thể bay và không cần nhảy búng giống như tất cả những gì mà chúng ta thấy lúc đầu. Nhưng có vẻ những cái lá mà của cái cây tôi đang ăn đã hết rồi. Tôi cần phải chuyển sang một cái cành cây khác và tiếp tục ăn thêm một tí nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên tuyệt vời. Nếu mà cơ thể tôi hoàn thiện, tôi có thể bay, thì điều đầu tiên tôi làm không phải là đi cua gái. Gái gú chỉ là phù du thôi. Tôi phải về báo hiếu với cha mẹ. Tôi sẽ bay tới mẹ tôi, chở mẹ tôi đi bơi, chở mẹ tôi đi ăn bánh tráng trộn với uống trà sữa, cho bà ấy cảm thấy thật hạnh phúc khi để tôi ra. Được rồi, chuyện gì đến cũng sẽ diễn ra. Cuối cùng, tôi đã lột xác thành công và đạt được hình dạng hoàn thiện nhất. Tôi có thể bay, các bạn có thể nhìn thấy đó. Quá đã, quá sướng. Và đây là toàn bộ vòng đời của một con cào cào. Bây giờ trưởng thành rồi, chỉ cần báo hiếu với cha mẹ, sau đó lấy vợ sinh con và chờ ngày qua đời nữa là đủ. Nhưng mà chưa kết thúc clip, mới chỉ một nửa mà thôi. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một con côn trùng khác. Loài này rất là dữ tợn, nó chỉ ăn thịt chứ không phải ăn thực vật như cào cào nữa. Vâng, đó chính là loài bọ chết chóc.
Loài bọ này cũng giống như bao nhiêu sinh vật khác, được sinh ra từ cha, từ mẹ, chứ không phải từ ông hàng xóm. Cha mẹ của loài bọ dữ tợn này đã đẻ trứng tại một khu vực rất là nhiều sinh vật côn trùng khác sinh sống chung với nó. Và tiếp tục nội dung, tôi sẽ hóa thân thành loài bọ chết chóc dữ tợn này. Vâng, tôi đã nở ra từ trứng. Như tôi nói hồi nãy, tôi không có ăn chay, tôi chỉ biết ăn thịt mà thôi. Thế là tôi cũng nhanh chóng đi bắt những cái sinh vật côn trùng con khác để bỏ vào miệng và nhai ngấu nghiến. Ôi trời đất ơi, mới nhỏ xíu mà tôi ác thấy bà rồi. Nhưng mà đó lại là tự nhiên, lại là sinh tồn, nên mong các bạn thông cảm. Cũng giống như là con hổ con báo vậy. Nếu mà kêu hổ báo đi ăn chay, ăn cỏ thì chắc chúng nó tuyệt chủng hết luôn rồi. Tiếp tục cuộc đời của mình, tôi cố gắng xung quanh bắt những cái con côn trùng khác. Xem tới đây các bạn sẽ đặt câu hỏi: anh ơi, tại sao anh bắt những cái con côn trùng con mà con côn trùng mẹ nó không cắn anh? Xin thưa với các bạn rằng lũ côn trùng ở đây rất là ngu. Bọn chúng chỉ biết ăn, giọng, rồi ị, rồi sau đó yêu nhau, mang thai, rồi đẻ con, chứ có bao giờ biết chăm sóc con, rồi biết lo lắng cho con đâu. Ví dụ như tôi nè, mẹ tôi đẻ ra, bây giờ tôi đâu biết mặt mẹ tôi là ai đâu, tôi phải tự sinh tồn mà thôi. Vâng, đó chính là thế giới tự nhiên. Mặc dù nó vô tình, nhưng mà nếu cái con nào sống được thì sẽ trở nên rất mạnh mẽ và trưởng thành. 1 hour later. Cứ như thế, trải qua nhiều giờ liền, tôi cũng đã bắt được rất là nhiều con côn trùng ăn. Và kích cỡ cơ thể của tôi cũng ngày càng lớn lên, và cái độ hung dữ của tôi ngày càng bá đạo. Tôi bắt đầu di chuyển sang những cái cành cây khác để bắt nhiều côn trùng sinh vật hơn. Nhưng mà cuộc đời không phải lúc nào cũng vô cùng thuận lợi. Tôi di chuyển sang một cái bông hoa thì bắt gặp lũ kiến càng. Một con kiến càng đã bu vào cái mông của tôi, chích vào cái bộ phận duy trì nòi giống của tôi. Ôi trời đất quỷ thần ơi, nhức quá à. Hả? Lại thêm một con nữa, lần này nó bu vào cái đầu của tôi. Lũ kiến này chúng mày định giết tao à? Nhưng mà tôi phải sử dụng cái lớp gai và lớp vỏ rắn chắc của mình, quăng hoài, lật qua, lật lại, làm đủ thứ hết để lũ kiến đó văng khỏi người của tôi. Hết con kiến này sang con kiến khác, bu liên tục vào người. Tôi lại sức xoay, cứ né, cứ tránh, cứ cắn liên tục, lũ kiến lại văng ra. Nhưng mà có một điều, nơi này rất nhiều kiến, nhưng đổi lại rất là nhiều con côn trùng đi hút mặt. Được rồi, nơi đây quá trời quá đất luôn, tôi phải tranh thủ ăn thịt côn trùng để mau lớn thật sự. Tôi háo hức quá, tôi muốn biết được hình dạng cuối cùng khi trưởng thành là như thế nào. Có khi cái hình dạng cuối cùng là nó cũng như vậy mà thôi. Nhưng khi lớn lên thì tôi đã đủ tuổi cô gái, đủ tuổi đi chơi. Và đặc biệt, mới nhỏ xí mà đã cắn nhau ăn thịt đánh lộn như thế này, thì lớn lên tôi đi làm giang hồ mạng, đòi nợ thê, khóc mướn, cho quay tiền, nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con đẻ lãi khủng long. Lúc đó tha hồ mà giàu có. Vài tiếng đồng hồ sau, cuối cùng tôi cũng đã bắt được một lượng côn trùng hút mặt ở đây. Và rồi ăn thịt bọn chúng, nguồn dinh dưỡng của bọn chúng cũng giúp cho tôi đầy kinh nghiệm. Tôi bắt đầu lớn lên. Wow, cũng giống như là loài cào cào trước đây, thì tôi cũng tiếp tục lột xác. Lột xác lột đi cái giới hạn cơ thể, và rồi giúp cơ thể của mình có thể phát triển và đạt mức vĩ đại hơn. Nhưng mà đã có một chuyện không hay xảy ra với bản thân của tôi. Trong lúc quá trình tôi lột xác thì đột nhiên những con kiến càng ở đâu nhìn thấy tôi cái mặt thấy ghét giang hồ, nên bọn chúng đã kéo bầy kéo lũ tới cắn liên tục vào trong bụng của tôi. Tôi đã dùng hết sức của mình quằn quại, lật qua lật lại, né những đòn tấn công cắn chí mạng của lũ kiến này. Sau đó tôi đã dùng một chiêu rất đặc biệt mà khiến cho lũ kiến chết ngay tại chỗ, đó chính là sử dụng nước miếng vô cùng thối của tôi. Tôi phun liên tục vào trong mặt của lũ kiến đó. Tôi lang thang từ bông hoa này đến bông hoa khác, từ lá cây này đến lá cây khác để săn những côn trùng. Và chuyện gì đến nó cũng sẽ xảy ra. Cho đến một ngày tôi đã bắt đầu lâm bồn. À không phải, tôi đã bắt đầu lột xác lần cuối cùng để chính thức trở thành loài bọ cánh cứng, trưởng thành và vô cùng đẹp trai thanh lịch du lịch khắp vũ trụ. Với cái thân xác và cơ thể to như thế này, tôi có thể bay và ngao du khắp mọi nơi. Thậm chí khả năng bay của tôi còn tốt hơn loài cào cào trước đây nữa.
Vâng, đó là toàn bộ vòng đời và sự phát triển từ lúc bé cho đến khi trưởng thành như thế này. Thôi, bây giờ tôi đi kiếm cái đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.